Barbara, Miss Jackson. Và bây giờ mình sẽ đến với lại dạng số 2 của tính đơn điệu hàm liên kết. Đó chính là mình có đồ thị, có đồ thị của hàm f phải x. Và thì mình nhắc lại một xíu ha. Cái hàm liên kết của mình thì nó có dạng đó là y bằng fx cộng với lại ux. Để xét tính đơn điệu của hàm này, mình tính ra y phẩy nó bằng f phải x cộng với lại u phải x. Rồi thì bạn chú ý cho mình, để hàm này đồng biến hay nghịch biến, ví dụ mình lấy trường hợp đồng biến là lớn hơn bằng 0. Bây giờ mình sẽ tìm điều kiện của x sao cho f phẩy cộng u phẩy lớn bằng 0. Bây giờ mình chuyển vé qua ha, f phẩy lớn hơn hoặc bằng trừ u phẩy. Rồi đề bài đã cho mình đồ thị của hàm f phẩy x rồi, bây giờ mình sẽ xác định đồ thị của hàm trừ u phẩy x lên lên trên của một cái hệ trục tọa độ luôn. Rồi vậy thì cái f phẩy x lớn hơn hoặc bằng trừ u phẩy x khi nào? Chính nhau mà phải xác định cho mình đó là các cái nghiệm, tức là nó sẽ giao nhau, cái f phẩy và trừ u phẩy nó sẽ giao nhau tại đâu, tức là f phẩy bằng trừ u phẩy, là mình phải xác định nghiệm một phương trình này, tức là mình nhìn cái đồ thị của nó giao nhau tại những cái điểm x nào. Rồi trong mất cái phần giữa các cái nghiệm, nếu như cái đồ thị của f phẩy x nó nằm phía bên trên, nó nằm trên đồ thị của trừ u phẩy x, nếu như đồ thị của f phẩy x mà nó nằm phía bên trên đồ thị của trừ u phẩy x, khi mà x chạy trong cái khoảng đó thì cái f phẩy x của mình nó sẽ lớn hơn hoặc bằng trừ u phẩy x. Rồi tương tự, nếu như cái f phẩy x của mình mà nó nằm phía bên dưới đồ thị của trừ u phẩy x, thì khi đó f phẩy x nó sẽ bé hơn hoặc bằng trừ u phẩy x trên cái khoảng hay cái đoạn đó. Rồi bây giờ mình sẽ đến với lại một vài câu bài tập cho các bạn dễ hình dung ha. Rồi câu số 102, cho hàm f có đồ thị của f phẩy như hình vẽ, kêu đó là hàm gx của mình đồng biến trên khoảng nào dưới đây. Vậy thì để xét tính đơn điệu của hàm g thì mình phải đạo hàm nó ra ha. Thật sự được đó là trừ 2 f phẩy của trừ 2 x cộng 1 cộng với lại, và cái lượng đằng sau đó là x cộng 1 nhân cho trừ 2 x cộng 4, thì mình nhân phân phối nó ra ha, thì mình được nó là trừ 2 x bình trừ 2 cộng với lại 4 là cộng 2 x cộng với lại 4. Rồi bây giờ mình tính đạo hàm của thằng này thì mình được nó là trừ 4 x cộng 2. Hàm này đồng biến thì cái g phẩy x của mình nó phải lớn hơn hoặc bằng 0. Rồi bây giờ mình sẽ đưa f phẩy về một vế, những cái lượng còn lại mình đưa vào một vế còn lại ha, thì mình được nó là trừ 2 f phẩy của trừ 2 x cộng 1, nó sẽ lớn hơn hoặc bằng, mình chuyển vế qua, 4 x trừ đi 2. Và bây giờ mình chia trừ 2 cho hai vế thì mình được cái gì? F phẩy của trừ 2 x cộng 1 nó sẽ bé hơn hoặc bằng trừ 2 x cộng với lại 1. Bây giờ mình sẽ coi cái lõi của mình là bằng t, thì mình có được nó là f phẩy t nó sẽ bé hơn hoặc bằng t. Và bây giờ mình nhìn giá trị t nào thỏa mãn f phẩy t bé hơn hoặc bằng t. Ở đây mình đã có đồ thị của f phẩy x rồi, thì bây giờ mình đừng có coi trục này là x nữa, mình coi trục này là t đi. Và mình đã có đồ thị của f phẩy t rồi, bây giờ mình cần xác định đồ thị của đường thẳng y bằng t nữa là sao. Nó đi qua cái điểm này 22 là 55 là đúng không, thôi mình vẽ nó lên. Thì cái đường thẳng này thôi mình vẽ nó hơi xấu mà, để f phẩy t bé hơn hoặc bằng t tức là nghĩa là sao, nghĩa là cái đường y bằng t này nó phải nằm phía bên trên cái phần đồ thị của cái hàm f phẩy t. Vậy thì cái đường thẳng y bằng t nó nằm phía bên trên cái phần đồ thị của f phẩy t khi nào? Thấy mình nhìn, thứ nhất là mình phải nhìn vào các cái nghiệm của nó trước đã. Mình thấy ha, cái nghiệm đầu tiên nó là bằng trừ 3. Nghiệm tiếp theo là nó là bằng 2. Nghiệm tiếp theo nó là bằng 5. Và bây giờ mình nhìn các cái khoảng giữa các cái nghiệm ha. Đó, thứ nhất là từ trừ vô cùng đến trừ 3 thì sao? Thì cái đường màu đỏ này nó nằm phía bên trên đường một thanh dương không? Đúng. Vậy thì nó thỏa mãn thế này ha. Tiếp theo, từ trừ 3 cho đến 2 thì bạn thấy cái đường màu xanh dương này, f phẩy t này nó nằm phía bên trên cái đường thẳng rồi, cho nên là cái này không đúng. Tiếp theo tương tự, từ 2 cho đến 5 thì cái đường màu đỏ này nằm phía bên trên cái đường màu xanh dương này không? Đúng. Tức là f phẩy t nó nằm phía bên dưới đó của t. Khoảng ngoài cùng thì không thỏa nữa ha. Thì đây mình sẽ kết luận được là có hai cái khoảng mà t nó thỏa mãn, đó là từ trừ vô cùng cho đến trừ 3 hợp với lại từ 2 cho đến 5 ha. Thì đầu tiên các bạn nhìn cho mình các cái nghiệm, sau đó là bạn nhìn các cái khoảng giữa các cái nghiệm, thì cái khoảng nào mà cái f phẩy t nó nằm phía bên trên của cái đường thẳng y bằng t, cái trong cái khoảng đó thì cái f phẩy t nó sẽ lớn hơn hoặc bằng t ha. Và ngược lại, cái khoảng nào mà t nó lớn hơn hoặc bằng f phẩy t thì cái đồ thị của hàm y bằng t nó sẽ nằm phía bên trên đồ thị của hàm y bằng f phẩy t ha. Cái của mình có đây là điều kiện cho t, vậy thì cái t của mình nó là bằng trừ 2 x cộng 1. Đây mình ghi lại cái điều kiện này, t của mình
nó từ trừ vô cùng đến trừ 3, tức là tên bé hơn trừ 3, hoặc là cái t của mình nó thuộc trong cái khoảng từ 2 đến 5. Rồi, t của mình bằng trừ 2x cộng 1, và trừ 2x cộng 1 mà nó bé hơn trừ 3 thì sao? Vậy thì có nghĩa là x nó sẽ lớn hơn 2 ha. Rồi, cái này bạn tự giải cho mình ha. Rồi, t thuộc từ 2 đến 5, thì cái 2x cộng 1 thì nó sẽ nằm từ đâu đến đâu? Nó sẽ nằm từ trừ 2 cho đến trừ 1 phần 2 ha. Rồi, các bạn thế cho mình t là bằng trừ 2x cộng 1 vào đây. Rồi, các bạn giải cho mình hai cái bất phương trình này ha. Cái đáp án nào mà chưa có cái khoảng này là ok ha. Vậy thì từ trừ 2 đến trừ 1 phần 2, mình chọn câu A luôn. Đáp án còn lại nó đều không thỏa mãn hết ha. Cái bước mình làm là mình xét đơn điệu của hàm g thì mình tính g phải ra. Do mình đã có đồ thị của f phải rồi, mình sẽ đưa f phải của một vế và những cái hàm còn lại mình đưa qua một vế. Rồi sau đó là mình biện luận dựa trên đồ thị của hàm f phải và cái đồ thị của hàm trừ u phải. Rồi cái phần mà trừ u phải nó nằm phía bên trên thì khi đó nó nghĩa là trừ u phải của mình nó sẽ lớn hơn hoặc bằng f phải. Tương tự nếu như cái đồ thị của f phải mà nằm phía bên trên, tức là trong cái khoảng đó, thì cái f phải nó sẽ lớn hơn ha. Dựa trên những cái khoảng đó thì mình sẽ giải điều kiện cho t, và từ đó mình sẽ suy ngược lại điều kiện cho x ha. Rồi bây giờ mình sẽ đến với lại một ví dụ nữa. Mình có như sau: cho đồ thị của hàm y bằng f phải x và số này tăng trên đoạn AB với AB thuộc R, b bé hơn 12, tìm giá trị của biểu thức t bằng min a cộng max b. Hàm này tăng có nghĩa là hàm này sẽ đồng biến trên đoạn AB. Thì nhiệm vụ của mình là cần tìm cái khoảng nó đồng biến ha. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ xét y phẩy của mình nó bằng 3 nhân cho f phẩy của x trừ 2 trừ cho 3x bình phương. Rồi, vậy thì để hàm này tăng thì nó có nghĩa là để y phẩy của mình nó phải lớn hơn hoặc bằng không. Bây giờ mình sẽ chuyển vế qua. Rồi mình có được đó là f phẩy của x trừ 2 nó sẽ lớn hơn hoặc bằng x bình phương. Bây giờ mình sẽ đặt đặt ẩn phụ thôi. Là mình đặt cái lỗi của mình x trừ 2 bằng t thì mình có đó chính là f phẩy t nó sẽ lớn hơn hoặc bằng t bằng x trừ 2, vậy thì x sẽ là bằng t cộng 2, vậy đó chính là t cộng 2 bình phương, x bằng t cộng 2 ha. Hay đừng có coi trục này là trục x nữa, hãy coi trục này là t ha. Vậy thì để f phẩy t lớn hơn hoặc bằng t cộng 2 bình phương, phần đồ thị của f phẩy t trong cái khoảng này phải nằm phía bên trên cái phần đồ thị của hàm y bằng t cộng 2 bình phương. Vậy thì mình nhìn thấy ở đây đó là trong khoảng từ trừ 2 cho đến 0, trừ 2 cho đến 0 thì cái đồ thị của f phải t, tức là cái đường màu đen nó nằm phía bên trên cái đồ thị của y bằng t cộng 2 bình phương, tức là cái phần màu đỏ này. Là cái phần đồ thị mình nó sẽ nằm trong đoạn từ trừ 2 cho đến 0, có nghĩa là t của mình sẽ nằm trong đoạn từ trừ 2 cho đến 0, và t của mình lại là bằng x trừ cho 2, thì đây chính là x trừ 2 sẽ nằm trong đoạn từ trừ 2 cho đến 0. Thì x của mình nó sẽ nằm trong đoạn từ 0 đến 2. Vậy thì a ở đây của mình nó bằng 0 và b của mình nó bằng 2 ha. Rồi vậy thì giá trị của min a cũng max b nó là bằng bằng 2. Thì mình sẽ chọn phương án C ha.